trộm chót lọt 287 vụ, bị bắt vì không nhịn được đại tiện. Một người đàn ông 39 tuổi họ Trương sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mới đây đã bị xét xử trước tòa với hàng loạt tội danh về trộm cắp và cướp tài sản. Theo Beijing Times, người đàn ông này đã nghề đạo trích từ 4 năm về trước, thực hiện một vụ cướp và 287 vụ trộm khác nhau. Trong một vụ trộm như vậy, sau khi đột nhập thành công vào một ngôi nhà, Trương đột nhiên muốn đại tiện ngay lập tức. Không còn cách nào khác, Trương đã hành sự ngay trên sàn nhà, bên cạnh giường ngủ của chủ nhà. Sau đó Trương nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà không lấy cắp bất cứ thứ gì. Chủ nhà thông báo với cảnh sát sau khi phát hiện thấy nhà mình bị đột nhập, còn tên trộm để lại món quà đặc biệt. Nhờ dấu vết này mà cảnh sát có thể xác định danh tính nghi phạm thông qua kiểm tra ADN từ mẫu phân thu thập tại hiện trường. Do trước đó Trương đã từng có tiền án nên thông tin về ADN của Y đã được lưu trữ trong hồ sơ của cảnh sát. Danh tính của nghi phạm sau đó đã nhanh chóng lộ rõ. Trương mới đây đã bị xét xử tại tòa án quận Phòng Sơn, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với 79 trang tội danh đối với hàng trăm vụ trộm mà nghi phạm thực hiện trong những năm qua. Trương cho biết mình đã cảm thấy quá mệt mỏi trong công việc nên quyết định đi ăn trộm và sử dụng số tiền trộm được để mua thức ăn, xem phim tại các quán Internet công cộng. Trước đó vào năm 2008, Trương đã bị kết án 3 năm tù vì tội ăn trộm. Sau khi ra tù, Trương đã rời bỏ quê nhà tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để lên Bắc Kinh tại đây trương bắt đầu chăm chỉ làm ăn cùng vợ nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó trương lại ngựa quen đường cũ tiếp tục đi ăn trộm trương thường đột nhập vào nhà người khác lúc nửa đêm lấy tất cả mọi thứ có thể như tiền trang sức thậm chí cả giày nhạc cụ mọi hành vi phạm tội đều được thực hiện trong cùng một khu vực câu chuyện hy hữu này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng trung quốc sau khi thông tin được truyền thông địa phương đăng tải nhiều người đặt câu hỏi vì sao trương có thể thực hiện chót lọt hàng trăm vụ trộm mà không bị bắt giữ chỉ đến khi đại tiện ra phòng ngủ của chủ nhà thì nghi phạm mới lọt vào tầm ngắm của cảnh sát tòa hiện chưa tuyên án về trường hợp phạm tội của trương